Yo, what's up? Hello tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với một video mới của mình. Và ngày hôm nay, như các bạn đã đọc tiêu đề thì các bạn cũng biết chúng ta sẽ cùng nhau làm về cái gì đúng không? Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau ăn tất cả những loại đồ ăn có trong Play Together. Ok, không nói nhiều nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào trong Play Together để tìm ra được những cái món ăn đầu tiên của chúng ta nha. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút đăng ký kênh ủng hộ cho mình nữa nha các bạn. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Let's go. Rồi, ok 500 anh em. Thì bây giờ chúng ta đã bắt đầu vào trong cái tựa game Play Together để tìm ra được những cái món ăn mà trong ngày hôm nay tôi với Sammy sẽ ăn thử ở ngoài đời thực nè. À, Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nghe đồ ăn là tôi muốn ăn lắm rồi đó. Trời ơi, Sammy là đang đói bụng, tôi cũng đang đói bụng mấy bạn ạ. À. Đấy, thì xin giới thiệu với 500 anh em nha. Đây chính là căn nhà của tôi mà tôi mới vừa mua nè anh em. Đó, anh em thấy cái nhà tôi xịn sò không? Nhà giàu kìa. Thì cái nhà của tôi ở trong Play Together thì trước khi mấy bạn xem video thì tôi nghĩ bạn cũng biết rồi. Thì nhà của tôi nha là nó có nguyên một cái khu để chúng ta có thể vào đây nghe nhạc nè, nhảy múa nè đó. Ở bên đây thì sẽ là những cái hồ cá mà những con cá mà tôi đã câu được, tôi sẽ trưng bày ở bên đây cho bạn xem. Đây tôi sẽ cho bạn tham quan một vòng nha. Đó. Đây là những cái loài cá mà tôi câu được nè Sam. Đó, Sam thấy tôi câu được nhiều cá không? Nhiều cá dữ vậy. Nhiều cá sao không? Trời ơi, hay là hôm nay mình thử kiếm con cá nào mình ăn luôn đi ha. Ví dụ như con cá sấu trên kia Sam thấy không? Đó, hay là mình làm thịt cá sấu à. Không tìm được cá sấu không ăn không? Tôi mới mới tài ông nội không ăn được đâu. Thôi đùa thôi, bây giờ nè Sammy đi theo tôi, vô đây. Tôi đã chuẩn bị một cái này rất là đặc biệt cho cái video ăn của tôi ngày hôm nay ở trong Play Together. Rồi Sammy đi theo tôi nè, vô đây. Này, tên. Wow. Xin giới thiệu với Sammy và tất cả mọi người. Đây chính là cái nhà bếp mà tôi đã bỏ ra hơn 1,5 triệu để tôi có thể xây được đó. Ghê không? Oh my god, 1,5 triệu luôn hả? Trời đúng nhiều rồi. Ở trong đây có tủ lạnh nè, máy xây cà phê nè, rồi thêm bếp đồ nướng bánh đồ kiểu nhiều lắm phải không? Tốt hơi bị nhiều kim cương luôn đó. Bên đây nữa nè. Rồi bây giờ Sammy đi vòng vòng đây, Sammy kiếm cái món ăn mà Sammy muốn ăn đi. Vòng vòng đây đi. Trời ơi, nói về đồ ăn hả? Bây giờ tôi đang thèm một thứ. Thứ gì? Đó chính là cơm. Cơm hả? Ủa sao tự nhiên lại ăn cơm? Ăn cơm thì nó bình thường lắm. Bình thường thì tôi mới ăn cơm nấm cơ chứ phải cơm thường nha. Được không? Ờ, cơm nấm hả? Từ từ để tôi xem coi cơm nấm hả? Để coi trước tiên chúng ta cần phải chúng ta rửa tay đã nha các bạn. Đó, bật nước lên rửa tay nè. Đó. Rửa tay cho sạch sẽ để nấu ăn đó. Ok. Rồi, nghe tôi chứ, le tôi đã bỏ rồi. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có súp nấm nè, trứng rán, cơm cà ri. Cơm cà ri được không Sam? Không, cơm nấm là cơm cầm bằng tay cơ. Cơm nấm hả? Trời chết rồi, cơm nấm ở trong game Play Together, cơm nấm ở đâu có bây giờ ta? Vậy mà bày đặt nói là ăn đồ ăn trong game và ngoài đời. Xem kia vậy không thất bại rồi. Từ từ, cơm nấm hả? Cơm nấm hình như tôi nhớ. À, cơm nấm ở ngoài siêu thị có. Được, để tôi đi ra ngoài siêu thị đã. Sam để tôi xíu nha. Rồi, hiện tại bây giờ tôi đang ra ngoài sảnh rồi nè. Thì tôi nhớ là ở trong game là nó có cái 7-Eleven nữa bạn. Đó, một cái tiệm siêu thị ở đây nè. Đó, mình sẽ vô đây để mình mua cơm nấm cho Sam nha. Hình như là có cơm nấm hay sao á. Sammy muốn ăn cơm nấm mà khó quá ta. Không biết trong game này có cơm nấm không. Rồi, đây, nguyên cái siêu thị luôn. Chắc là sẽ có cơm nấm chứ hả. Để xem coi ở bên này là gì đây. Bên này là nước trái cây, rồi sữa các kiểu nè. Bên này là mì gói hả. Trời ơi, cái này là mì gói. Bên này là bánh kẹo nè. Từ từ, có cơm nấm không vậy? Từ từ. Đây nè, có chỗ mua hàng nè, xem coi. Cái này là bán thạch sữa chua hả? No, tôi không muốn thạch sữa chua. Sammy đang muốn tôi gọi là mua cơm nấm cho Sam cơ. Đây đây, để lại hỏi thử cái anh trong quầy này coi có cơm nấm không. À, đây ơi, cơm nấm cá ngừ mây do. Hợp lý, mua liền. Trà xanh gì nè các bạn, nhìn khá là lạ nè. Tôi thì từ đó giờ tôi chưa có uống trà xanh bao giờ hết, cho nên ok, tôi sẽ thử mua 2 chai luôn nha. Mua 2 chai. Rồi đó, xong rồi đó. Bây giờ là có cơm nấm nè, có thêm trà xanh nữa nè. Đó, 2 món nha các bạn nha. Rồi đi về thôi. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ tôi đã mua được xong cơm nấm với lại thêm mấy chai trà xanh về cho Sammy uống như là ăn cơm nấm rồi. Bây giờ sẽ lấy được món ăn của tôi nha. Rồi, ok. À, Sam đây rồi. Sam ơi, Sam. Có chưa? Hả? Trời ơi, có rồi. Phong mua về cho Sam rồi đây. Cơm nấm, đâu ta, đây. Thấy trên tay tôi không? Đó. Cơm nấm nè, hay vậy? Nhưng mà khoan, từ từ, để tôi kiếm thêm đồ ăn cho tôi đã. Để xem coi có cái món gì mình ăn được không ta. Trứng rán, cơm cà ri hả, súp nấm hả, mấy cái món này không thích. Bánh mì xúc xích nè, burger, bắp rang. Ồ, khoan từ, bắp rang hả? Bắp rang, bây giờ nếu như mà ăn bắp rang thì mình sẽ phải ra ngoài rạp chiếu phim để mình mua bắp rang về mình ăn. Như vậy thì nó hơi mất thời gian. Tôi sẽ mua một cái máy làm bắp rang về để tôi làm bắp rang cho các bạn xem luôn. Ok không? Ok, rồi bây giờ tôi sẽ làm bắp rang nha các bạn nha. Đây, làm một cái bắp rang ăn chơi nè. À, xong. Đấy, một cái bắp rang. Đấy. Ở trong game là có bắp rang đúng không? Ở ngoài đời tôi cũng sẽ làm bắp rang luôn. Rồi,
bắp rang xong rồi bây giờ kiếm thêm có gì ăn khác không? Salad rau củ mì Ý nè, sandwich hả? Cũng được đó nha, hay là ăn thêm sandwich đi nha. Sammy ăn cơm nắm còn tôi thì tôi sẽ ăn sandwich nha bạn. Đó, ok. Rồi, làm thêm cái bánh sandwich nè. Sandwich hả? Tôi cũng muốn ăn sandwich Phong ơi. Trời ơi, tôi cũng muốn ăn nữa. Rồi, ngồi vô bàn đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại đồ ăn ngày hôm nay chúng ta đã kiếm được. Hôm nay chúng ta đã có được sandwich nè, bắp rang nè, trà xanh với lại là cơm nắm. Bốn món nha bạn nha. Ok, nói chung là bốn món này thấy cũng ngon đó. Tôi đang đói bụng. Ok, thôi được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu ăn nha bạn nha. Và nếu như bạn nào còn muốn mình ăn thêm món ăn nào ở trong Play Together nữa, bạn hãy nhớ comment cái tên của món ăn ở bên dưới nha. Ok, có gì thì ăn thôi, let's go. Boom. Và đây chính là món ăn đầu tiên của chúng ta. Ủa sao ăn bọc ni lông chi vậy? Cái gì ăn bọc ni lông bà nội, tào lao. Ủa? Bên trong là đồ ăn. Đây, để xíu Phong lấy cái đồ đây, xíu hiểu bạn, đây chính là cái dao của mình, thấy đáng yêu bạn. Okay. Dao phô mai. Gạch nó ra nè. Hồi nãy là Phong với Sam đã tìm được bắp rang bơ ở trong Play Together. Cho nên bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau làm bắp rang bơ luôn nha bạn nha. Wow. Ngon à, ngon à. Xin giới thiệu mọi người, đây chính là cái máy mà tôi mới vừa mua để làm bắp rang bơ các bạn đó. Wow. Đẹp chưa? Thì cái máy này á, chúng ta sẽ bỏ bắp vào đây và nó sẽ trở thành bắp rang bơ cho chúng ta ăn đó. Ghê thích quá vậy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bắp rang bơ nha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần có một cái tờ giấy, chúng ta lau cho cái này nó sạch đã đó. Rồi lau sạch rồi đó. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ bơ vào. Thì tôi chưa có làm bắp rang bơ bao giờ hết nên là tôi làm cái này là tôi làm theo gọi là cảm tính đó. Cảm tính nha. Rồi, chứ tôi okay, không biết nha. Cái trộn vô là được mà, gì đâu. Ui ôi, nguyên một bơ bên trong. Ôi là bỏ hết luôn hả? Hình như là mình sẽ bỏ hết vào luôn hay sao á. Không, mình nấu hết thôi, mình nấu chừng này thôi, nấu vừa thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chét bơ lên nha các bạn. À không, phải làm cho cái này nó nóng lên rồi mới chét bơ hay sao á. Không, chét bơ lên, tại vì để cho nó chạy á. À, chét bơ luôn hả? Nhiều không? Bỏ nhiều không? Hay bỏ nhiều xíu ra. Nhiều tí cho nó chạy ra. Đó, quá trời quá đất luôn. Có hơi nhiều quá không ta? Tại tôi chưa làm bắp rang bơ bao giờ cho nên tôi không biết bao nhiêu là đủ hết trơn. Nhiều thôi, được, ok, được rồi đó. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bật nó lên nè. Nó xoay. Wow. Bật nó lên thì nó sẽ bắt đầu xoay như thế này các bạn. À, nó xoay để cho cái bơ nó đều ra đó. Đúng rồi, để cho bắp cho nó đều. Thì mình sẽ lấy cái này mình đậy lại nha. Cho nó nóng hả? Cho nó nóng, ok. Wow, bơ tan hết rồi nha. Mấy bạn thấy không? Bơ tan hết rồi nè. Ui, đó. thơm. Thơm mùi bơ dễ sợ. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bỏ bắp vào nha. Thì cái này tôi sẽ nhường cho Sam đi, Sam làm đi. Tại cái này tôi biết đúng không? Ừ. Rồi bây giờ bỏ nửa bịch thôi nha. Rồi, bỏ nửa bịch. Hình như là mình bỏ vô xong mình phải đậy lại liền đó các bạn. Rồi. Rồi, như đây. Đuôi nhiều quá. Rồi, ok. Đậy lại. Rồi, đó nó xoay kìa. Rồi. Bây giờ mình sẽ đậy lại và chờ nha các bạn. Rồi, mấy bạn thấy không? Nó đang xoay nè, nó xoay bắp nè. Ôi ôi, tôi hồi hộp quá bạn ơi. Kiểu cảm giác lần đầu tiên trong cuộc đời mình tự làm bắp rang bơ cho mình ăn đó bạn. Làm bắp tại nhà. Đúng rồi. Như nhà làm. Tôi đang hồi hộp không biết là nó có ngon không nữa nè. Sao tôi sợ nó nổ quá. Sao nó nổ bụp. Nó nổ mà. Sao nó lâu quá vậy. Ui nó nổ rồi. Rồi. Bắt đầu nổ rồi nha. Rồi. Ui. Nổ. Ui. Ui. Thành công rồi bạn ơi, thành công rồi, nó bắt đầu nổ rồi nè. Bọc. Ui. Nó nổ liên tục các bạn. Hay quá vậy. Mình ngồi đây xong mình ngắm từng cái hạt bắp nó nổ bụp các bạn. Chiêu dễ sợ luôn á, cực kỳ thích luôn á. Wow. Ui. Ê, nhưng mà hình như nãy Phong với Sam chưa bỏ đường á. Nó phải bỏ đường cho nó mới ngọt. Nhưng mà thôi không sao, mình ăn như thế này đi cũng được. Ui. Mà đắt phô mai vô. Ui nó nổ. Nổ càng lúc càng nhiều bạn ơi. Tí nó sẽ đầy luôn hả? Tí nó sẽ đầy nguyên cái này luôn á. Wow. Thơm quá hả? Ui thơm. Thơm. Thích quá. Trời ơi đã thật sự. Ui. Wow. Tôi bảo đảm là mấy cái bạn mà nhỏ mà xem video các bạn sẽ rất là thích luôn. Các bạn thích gọi là bán đồ hàng đúng không? Cho nên thích mấy cái máy kiểu là như này đó. Ui nó sắp chèn rồi. Dừng nó sắp chèn rồi. Ui. Nhiều quá nó chuẩn bị chèn rồi. No. Sao à? No. Cái đồ này đi. Chắc là hồi nãy Sammy bỏ hơi nhiều á. Ui. Nó chèn nó đầy luôn kìa. Rồi ok, mình có chuẩn bị một cái tô to ở đây để đựng bắp rồi nè. Trời ơi nhiều quá. Bây giờ làm sao mở ra hết trời. Nóng. Ui.
Wow. Nhiều quá, nhiều quá. Không đựng hết luôn bạn, nhiều quá rồi. Trời ơi. Rồi. Mấy bạn thông cảm cho mình nha, tại vì bắp nhiều quá cho nên là nó rơi xuống dưới gọi là bàn hết rồi, giờ không có chỗ nào đựng hết trơn á. Ok, ui nó vẫn còn đậu à. Còn hả? Xin giới thiệu mọi người, đây chính là miếng bắp rang bơ của chúng ta. Đây. Bắp ta nha. Trời ơi. Ngon quá à. Giòn thơm nha. Hình như là nó hơi nhạt tại vì hồi nãy bọn mình chưa bỏ đường. Nhưng mà ngon. Nhưng mà ăn nhạt nhạt vậy thì nó cũng ngon các bạn ạ. À. Ở đây mình có phô mai nữa bạn, là chúng ta có thể làm gọi là bắp phô mai được. Cái này là bột phô mai hả? Hình như là bột phô mai là phải bỏ vô cái máy bên kia kìa cho nó nấu chung luôn sao á. Không, rắc trực tiếp, cái này ghê vậy mà. Ủa vậy hả? Tôi làm tôi biết mà. Rồi ok, bột phô mai nè, rắc lên trên đúng không? Rắc vừa thôi. Rồi. Rồi ít thôi rồi, ok. Rồi ok. Ngon hả? À? Ngon. Sai ơi, mấy bạn fan đang xem video chắc là thèm lắm đúng không? Tính ra là cảm giác kiểu ngon hơn ở ngoài tiệm luôn á. Nói chung là cái món này siêu ngon luôn. Sammy chấm mấy món này mấy điểm? 10 điểm. Tôi cũng cho 10 điểm luôn, vừa ngon mà vừa vui nữa, nấu ăn. Và đến món ăn tiếp theo của chúng ta, như mấy bạn đã xem thì chắc các bạn cũng biết, đó chính là món cơm nắm và món bánh sandwich nha bạn. Nhưng mà cái này thì tôi thấy là nó hơi nguội rồi, tại từ nãy giờ bọn tôi mua cũng khá là lâu rồi. Ăn nên này là... không ngon đâu. Đúng rồi, cho nên chúng ta cần phải có một cái nồi. Cái này không phải cái nồi các bạn ơi, cái này là nguyên cái tủ luôn chứ cái nồi gì. Ok. Rồi, đây chính là cái nồi nướng của mình các bạn. Cái lò nướng. Đây là lò đa năng. Đúng rồi. Giới thiệu đi. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có một cái chỗ để chúng ta có thể chiên trứng hoặc là chiên cái gì đó. Chỗ này thì là chỗ để chúng ta hấp một cái gì đó. Còn ở đây chúng ta sẽ có thể nướng nha các bạn nha. Đấy. Thì cái bánh sandwich mình nghĩ là mình sẽ bỏ vào đây để nướng. Còn cái bánh cơm nấm thì mình sẽ bỏ lên trên đây để mình hấp nha các bạn. Rồi, sau khi bỏ mấy cơm nấm vào bên trong xong, bọn mình sẽ đậy nắp lại để chờ cho nó hấp nóng nha bạn nha. Đây chính là cái khay để nướng bánh nha. Bỏ mấy cái bánh sandwich lên. Rồi, để sandwich vào bên trong, đậy nắp lại, xong. Hình như là sandwich cũng chín rồi. Nóng. Nóng quá, chín rồi nha bạn ơi. Thấy là chín rồi nha. Rồi. Ok rồi đó. Nóng. Bây giờ thì mình sẽ lấy nó ra. Rồi, ok, xong rồi các bạn ơi. Ở đây chúng ta đã có cơm nấm và bánh sandwich đã được hấp nóng. Và hồi nãy các bạn cũng thấy là bọn mình cũng đã tìm được một thứ nữa trong game, chính là một cái loại nước uống rất là đặc biệt. Đó chính là nước trà xanh. Nước trà xanh. Cái chai y hệt như cái chai trong game luôn nha các bạn. Đó, ok. Hay vậy. Rồi, bây giờ thì tôi chưa có uống cái trà này bao giờ hết. Tôi với Sam thử uống một cái đi. Uống trước khi ăn hả? Uống trước khi ăn. Tại đây để Phong mở cho. Để Phong mở cho. Rồi, ok, cũng nè. Rồi. Được, xin như trà sữa vậy. Ủa? Sao của Phong nó nhạt nhách vậy? No sugar. Của Phong là không có đường, còn của Sam là có đường nha các bạn nha. Của mình là chai không có đường, là cái chai màu vàng nè. Uống chai này tưởng chai sữa không á. Sam thử uống chai của Phong đi. Kỳ vậy. Này giống trà hơn nè. Cái này ngon nè, nó hơi ngọt ngọt xíu. Nói chung là thật ra nếu như bạn nào mà tò mò cái vị của cái trà này như thế nào á thì mấy bạn cứ uống nước trà bình thường, mấy bạn cho thêm tí đường vô á. Nó kiểu vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái món đầu tiên là món bánh sandwich. Rồi, mời Sam. Đây, để Phong lấy cho. Ok. Wow, nó có nguyên miếng phô mai bên trong luôn bạn ơi. Ủa, sao tôi không có? Ủa, sao không có phô mai? Tôi có phô mai. Vậy thôi, Sam ăn miếng phô mai đi, để Phong ăn miếng thường cho. Rồi, ok, vô. Tính ra hợp lý ghê luôn nha. Mình ăn xong hai cái món này, mình uống nước trà xong, mình lấy cái bắp hồi nãy ra mình tráng miệng. Hợp lý không? Em ăn gì ghê sao? Nuốt không nổi đúng không? Ăn rồi. Rồi, món tiếp theo của chúng ta sẽ là món cơm nấm nha các bạn. Đây. Ok, vô. Rồi. Hạnh phúc quá. Đang mình quá. Đang đói bụng luôn các bạn, mình đang đói bụng luôn mà mình quay video này mình được ăn luôn các bạn, hạnh phúc quá. Hy vọng rằng lần sau bọn mình sẽ kiếm được những món thật là ngon ở trong Play Together để ăn tiếp mà. Trời ơi nó đã. Thịt ở bên trong á nó ngon gì đâu luôn các bạn.
Sammy chấm điểm cho cái sandwich với lại cơm nắm là được nhiêu điểm nè? 10 điểm. 10 điểm đó hả? Tại vì đói hả? Bụng. Bởi vì bọn mình đang đói bụng cho nên bọn mình ăn cái gì thì cũng thấy ngon đó các bạn. Ngon dễ sợ luôn á. Và bây giờ nếu như bạn nào muốn bọn mình sẽ tiếp tục ăn những món ăn ở trong Play Together thì ngay lập tức các bạn hãy kéo xuống bên dưới. Nhấn vào nút like cái video này. Nếu như video này đạt được 5.000 like thì mình sẽ làm tiếp clip tiếp theo nha. Ủa bạn nhớ nha, nhớ like nha. Ok. Like. Rồi, nói chung là ngày hôm nay bốn món ăn thực sự rất là ngon và 10 điểm nha các bạn. Nó đang đói ăn gì cũng ngon hết. Rồi, có mấy giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào thích video này đừng quên like video này để có video tiếp theo nha. Và đừng quên đăng ký kênh nữa nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Bye bye.